Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong các clip trước thầy đã quay cho các em xong ở cái bài số 5 về cái phần bài tập bổ sung của cái phần xét bài tập đó nè. Như vậy thì bạn nào chưa đăng ký vào khóa học online thì chúng ta nhanh tay đăng ký hai khóa học, đó chính là xét bài tập và phần bài tập bổ sung này. Được chưa nào? Trị giá tổng của hai khóa học là 300k. Trong quá trình học các em nhớ đăng ký kênh, like, comment, share bài giảng giúp thầy các em nha. Trong clip hôm nay thầy tiếp tục quay cho em ở cái bài số 6 nha, đó chính là tia phân giác của góc. Thì thầy nhắc lại một xíu về cái kiến thức cơ bản chúng ta cần phải nắm. Ví dụ thầy cho cái góc XOY như này. Đó nè. Cái tia phân giác, cái bài tia phân giác này rất quan trọng em nhé, cực kỳ quan trọng. Tại vì lên lớp 7 chúng ta lại gặp đường phân giác. Bây giờ trong lớp 6 này chúng ta học về tia phân giác. Bây giờ chúng ta phải vẽ cái tia OZ là tia phân giác của góc XOY. Khi nó là tia phân giác, nó phải đảm bảo là em. Thứ nhất là nó phải nằm giữa hai tia OX và tia OY. Nghĩa là nó sẽ nằm trong cái góc này. Nếu nằm trong thì nó có thể nằm ở như này, hoặc như này. Có rất là nhiều cái đường nằm trên giữa như vậy. Nhưng mà trong các đường đó nó chỉ có một đường duy nhất là cái tia phân giác thôi em. Như vậy thứ hai là nó chia cái góc này ra này thành hai góc bằng nhau, thành hai góc bằng nhau. Như vậy thì ở đây khi OZ là tia phân giác của góc XOY thì cái tia OZ nó phải nằm giữa và đồng thời nó chia hai cái góc XOY là thành hai cái góc nhỏ bằng nhau, có số đo bằng nhau. Ví dụ góc đây bằng 60 độ thì mọi góc này sẽ là bằng 30 độ, nghĩa là khi chúng ta ký hiệu góc bằng nhau thì chúng ta ký hiệu giống nhau như này. Thì khi đó OZ nó mới là tia phân giác của góc XOY. Em đã hiểu chưa? Đó, nghĩa là khi nó đã là tia phân giác rồi, nghĩa là cái góc XOZ sẽ bằng cái góc IOZ và bằng cái góc tổng là XOY này chia cho 2. Nếu OZ là tia phân giác của góc XOY. Em rõ công thức này chưa nào? Công thức này rất quan trọng để giúp cho chúng ta đi làm bài tập. Em nhớ giùm thầy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi từ những kiến thức mà hồi nãy thầy đã nhắc lại thôi, chứ còn thực chất ở trong phần sách giáo khoa thì thầy cũng đã quay cho em các cái clip ở học kỳ 2 rồi. Các em cứ vào đó các em xem hoàn toàn miễn phí nha các em nhé. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn em ở cái bài đầu tiên. Vẽ cái góc XOY bằng 50 độ, vẽ tiếp góc IOZ kề bù với góc XOY, chứng tỏ là cái góc kề bù nghĩa là tổng số đo của nó cộng lại bằng bao nhiêu độ các em? Cộng lại là bằng 180 độ, mà góc XOY của chúng ta là bằng 50 độ rồi, chứng tỏ góc IOZ này sẽ bằng lại như 130 độ, nghĩa là tổng hai góc này cộng lại sẽ là bằng 180 độ. Ok, bây giờ thầy sẽ vẽ cho các em xem nhé. Như vậy thì góc XOY là bằng 50 độ. Như vậy thì ở đây thầy sẽ vẽ cái tia gì em? Tia OX này. Được chưa nào? Đó, bây giờ thầy sẽ dùng thước đây. Thầy sẽ vẽ đúng chính xác 50 độ cho các em xem. Cái việc vẽ góc khi viết số đo thì chúng ta đã học rồi. Học ở cái bài số 5 rồi. Thầy không cần trình bày lại một cách cụ thể cái việc vẽ góc nữa, mà thầy chỉ đặt đứt thước và thầy vẽ luôn. Như vậy thì đây chính là cái tia gì các em? OY. Và cái góc này là bằng 50 độ này. Đó. Được chưa? Tiếp tục vẽ tiếp cái góc IOZ kề bù. Các em lưu ý từ kề bù với góc XOY. Như vậy XOY là bằng là bao nhiêu? 50 độ, mà IOZ kề bù với góc XOY, chứng tỏ khi chúng ta vẽ cái tia OZ thì nó sẽ là cái tia gì em? Nó sẽ là cái tia nằm là tia đối, nghĩa là tia đối của tia OX, nghĩa là góc XOZ sẽ bằng 180 độ đấy, là gọi là góc tổng đấy em. Như vậy đây chính là Z này. Như vậy cái góc này sẽ là 150 độ này. Đây 130 độ nhé, thầy xin lỗi. 180 mà trừ 50 thì đây còn 130 độ, được chưa nào? Vẽ tiếp cái góc thầy loại vẽ tiếp cái OM là tia phân giác của góc XOY, tia phân giác nghĩa là tia nằm giữa
tia nằm giữa và chia cái góc này thành hai góc nhỏ bằng nhau, mà đây 50 độ thì chứng tỏ là cái góc XOM sẽ là 25 độ. Đây 20, đây 30, đây 25 ở đây này. Như vậy đây chính là tia OM mà chúng ta cần tìm này. Đó. Như vậy đây 50 độ thì cái này sẽ là 25 độ này, và góc này sẽ là 25 độ. Được chưa nào? Vì tiếp tia ON này là tia phân giác của góc IOZ. Như vậy đây là 130 độ thì chứng tỏ là mỗi góc khi nó chia ra là 100 thành loại 65 độ ha. 65 độ đây. Nằm chính giữa 60 và 70. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ nối lại. Như vậy đây chính là cái tia ON. Như vậy lên 130 thì chia ra đây 65 độ và đây 65 độ. Được chưa nào? Rồi, cái hình vẽ. Bây giờ ở đây người ta hỏi các em là cái số đo của góc XON. XON. Thế nào? XON là bằng bao nhiêu độ? Như vậy thì ở đây XON thì nó lại bằng cái góc ION cộng cho XOI. XOI đây này, thầy sẽ làm 601 bằng công thức tính cho các em xem này. Như vậy ở đây chúng ta cần phải tính chúng ta cái góc IOZ trước để nó ra được 130 độ cái nè. Như vậy góc IOZ này sẽ bằng là 180 độ trừ cho góc XOI. Như vậy góc này sẽ bằng 180 độ trừ ở đây 50 độ thì nó sẽ bằng 130 độ này. Như vậy thì để tính, tại vì mục đích chính của chúng ta đang tính là cái góc XON. Như vậy ở đây chúng ta chia cái tia OM là này và chia tia OZ là này. Cái đúng chưa? Như vậy khi đó OI sẽ là tia nằm giữa thì góc XOI đã biết là 50 độ rồi. Như vậy bây giờ nhiệm vụ thầy là tính cái góc ION nữa là ra đúng không? Mà cái ON là tia phân giác chứng tỏ góc ION. Nó sẽ bằng góc IOZ này chia cho 2 bằng 130 độ chia cho 2 là bằng 65 độ. Có phải chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta có, tại vì ở đây làm dưới dạng là trắc nghiệm chứ không phải là làm tự luận nên thầy làm nhanh để các em thấy tại sao nó bằng số đo đó thôi. Góc XON sẽ bằng góc XOI cộng cho ION. Như vậy XOI ra bằng 50 độ cộng 65 độ thì bằng 110, 15 độ. Có đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây, đây này, như vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án B. Chứ không là không biết là nên chọn đáp án nào. Và chúng ta phải lập luận và giải như vậy thì nó mới ra. Tiếp tục cái bài 6.2 nha. Số đo của góc XOM bằng XOM bằng 25 độ. Cái này thì dễ rồi. Như vậy thì 6.2 này, tại vì OM là tia phân giác của góc XOI, chứng tỏ góc XOM sẽ bằng góc XOI chia cho 2 thì chúng ta lấy 50 độ chia cho 2 là bằng 25 độ. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn 25 độ, nó sẽ là đáp án A. Các em có hiểu không vậy? Hiểu đúng không? Học hình là phải có cái hình vẽ như này thì các em mới hiểu được. Chứ mà đọc ro giống như môn văn thì không bao giờ mà biết cách làm được đâu các em. Đó. Ok. Ta đi sang bài 6.3. Số đo của góc MON. Đâu rồi? MON. Như vậy thì góc này nãy chúng ta tính là 65 độ này. Góc này là gì? 25 độ thì hai góc này cộng lại là 90 độ này. Tại vì tia OI là tia nằm giữa. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính đến thầy góc MOI ra trước. Như vậy thì 6.3 này, cái góc MOI sẽ bằng góc XOI này chia cho 2 sẽ bằng 50 độ chia 2 thì nó cũng bằng 25 độ. Như vậy thì cái góc MON nó sẽ bằng cái góc MOI cộng cho ION, nghĩa là bằng 25 độ cộng cho 65 độ thì bằng
90 độ. Đó. Như vậy sau khi chúng ta đã biết rồi thì ở đây chúng ta sẽ chọn thầy là 90 độ là ở đây. Được chưa? Tiếp tục chúng ta đi sang ở cái câu 604 này. Cái góc MOZ, MOZ này. Như vậy cái góc IOZ này là bằng 3 bao nhiêu? 130 độ. Có đúng không? Cộng với góc này là 25 độ nữa, chứng tỏ góc MOZ chúng ta chia nhìn thấy cái tia ON là này. Như vậy chúng ta nhìn thấy MOZ thì OI này là tia nằm giữa này. Góc này 25 độ. Góc này là 130 độ thì chứng tỏ nó bằng là 155 độ. Có đúng chưa nào? 604 này. Như vậy thì cái góc MOZ nó sẽ bằng góc ZOI 130 độ cộng cho góc IOM sẽ là 130 độ cộng cho 25 độ thì góc MOZ này sẽ bằng 155 độ. Được chưa? Chỗ nào có 155 độ thì chúng ta chọn thôi. Đây, câu D kia. Đó. Rồi chúng ta nhìn lại giùm thầy một lần nữa các cái đáp án. Còn cái bài 605 và 606 thì thầy sẽ làm trong clip sau. Thầy ở đây thầy chỉ làm cho các em, tại vì một số bạn đã mua rồi mà thầy quay hết thì các bạn bảo sao em đã mua rồi thì giống như các bạn không mua thì không được. Được chưa nào? Nó phải có một cái gì đó gọi là các em không thể coi được mà phải đăng ký khóa học thì các em coi hết được em ạ. Ok, cái hình vẽ này em, thầy thì không ích kỷ đâu, nhưng mà ở đây là cái công sức và cái sự công bằng giữa cái bạn đã mua và cái bạn chưa mua. Không, nếu mà thầy ích kỷ thì sao mà thầy lại quay cho em miễn phí trong sách giáo khoa, đúng không? Ok, đây. Được chưa nào? Rồi, ok, cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các clip tiếp theo nha. Nhớ like, comment tích cực, đăng ký khóa học online các em nha.